Riêng tại Hà Nội, nhiều dự án nhà ở thấp tầng liên tục tăng giá bán, khiến mức giá trung bình được nhận định là trên trời. Theo khảo sát của bản tin Nhà đất và Đầu tư, dọc theo vành đai 4 tại Hà Đông hoặc trục vành đai 3 Nguyễn Xiển, nhiều căn biệt thự được tung ra thị trường với giá từ 160 đến 200 triệu đồng một mét vuông. Còn đối với những căn nhà phố, giá chào bán được đưa ra là 250 triệu đồng một mét vuông, giá thuê khoảng 120 triệu đồng một căn một tháng. Được biết, một số giỏ hàng thấp tầng ra mắt gần đây có giá mở bán khá cao, phần lớn do nguồn cung rất khan hiếm. Với những con số như vậy, có thể thấy rằng dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, thì việc giá nhà không giảm xuống sẽ tạo áp lực rất lớn đến đời sống của người dân. Và tình trạng này kéo dài sẽ còn gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế. Hệ lụy đầu tiên có thể thấy được trước mắt đó là phần lớn người lao động, người có thu nhập mức trung bình không thể mua nhà. Thứ hai, giá nhà quá cao dẫn tới chi phí mặt bằng tăng mạnh, kéo theo các sản phẩm tiêu dùng, ăn uống, dịch vụ đều tăng, vượt khả năng chi trả của người tiêu dùng. Thứ ba, việc giá bất động sản tăng quá cao so với thu nhập và năng suất lao động tại Việt Nam sẽ làm giảm hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thứ tư, giá chi phí vật tư, chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao, cơ sở hạ tầng khó được đầu tư, dẫn đến mặt bằng đô thị nhếch nhác xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Thứ năm, điều nguy hại hơn cả là các tài sản định giá quá cao làm tài sản thế chấp có nguy cơ bong bóng, dẫn tới ảnh hưởng hệ thống tín dụng, kéo theo hệ lụy rất lớn cho nền kinh tế.